những năm gần đây, hiện tượng rét đậm, rét hại hoặc nắng nóng kéo dài làm giảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Từ đó, một số bệnh mới đối với chăn nuôi gia súc gia cầm đã xuất hiện và nhiều bệnh phát triển thành dịch hay đại dịch trong những năm gần đây như cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi. Tháng 2 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi phủ bóng đen xuống ngành chăn nuôi lợn. Lần đầu tiên nước ta phải đối phó với một dịch bệnh mới, chưa có vaccine, không có thuốc điều trị đặc hiệu, trong bối cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm đa số. Đã có trên 5,9 triệu con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng khoảng 341.000 tấn, chiếm 9% tổng đàn. Sản lượng thịt lợn trong năm 2019 chỉ đạt 3,3 triệu tấn, giảm 13,8% so với năm 2018. Cả trang trại đều bị dịch tả châu Phi. Mình thấy rất là hoang mang và hối hận. Vì là cả một cái cơ ngơi, cả một cái giá tài của mình ở trong cái chung lợn, cả mấy trăm con lợn đấy, mà lại bị dịch tả châu Phi. Mà thì nghe đại bảo, nghe thầy bảo thì đã bị dịch tả châu Phi là không còn phương thuốc cứu chữa nữa, không chữa được nữa, chỉ hy vọng là sống sót được mấy con thôi. Thì lúc đó mình cảm thấy là sợ. Chăn nuôi nông hộ dường như đang vô cùng khó khăn khi tìm kiếm cơ hội trong ngành chăn nuôi. Với những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phương thức tổ chức mới vào sản xuất được ngành nông nghiệp triển khai mạnh mẽ. Một trong những giải pháp hiệu quả đó là chăn nuôi an toàn sinh học. Việc đưa các chủng men vi sinh vào thức ăn chăn nuôi, nước uống và sử dụng men vi sinh làm đệm lót sinh học đã tạo ra các vi sinh vật trong thức ăn làm tăng sức đề kháng cho lợn. Đệm lót sinh học giải quyết bài toán môi trường khi không sử dụng nguồn nước, đồng thời tạo ra nguồn phân bón hữu cơ rất lớn cho nông hộ và gia trại. Một cái điều hết sức quan trọng là muốn làm nông nghiệp hữu cơ thì phải có cái nguồn dinh dưỡng hữu cơ, mà dinh dưỡng có thể nói là phân bón. Mà phân bón hữu cơ thì có nhiều thứ có thể làm được, nhưng mà đặc biệt nhất là cái nguồn phế thải trong chăn nuôi, rồi phế thải trong chế biến nông lâm thủy sản. Để mà tạo ra cùng với các cái tập đoàn vi sinh vật của các cái nước tiên tiến trên thế giới để tạo ra cái nguồn dinh dưỡng thật tốt, đảm bảo về vấn đề vệ sinh thực phẩm, đảm bảo về vệ sinh môi trường, đặc biệt nhất là bảo vệ môi trường. Chất thải chăn nuôi là nguyên nhân gây ô nhiễm lớn cho môi trường tự nhiên, gây hiệu ứng nhà kính, làm gia tăng biến đổi khí hậu và dịch bệnh nếu không được xử lý kịp thời. Những mô hình chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ tăng sức đề kháng cho lợn, miễn dịch với nhiều loại bệnh khác mà không cần dùng kháng sinh, tận dụng được các nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp, mà còn đảm bảo môi trường không ô nhiễm, tạo ra phân vi sinh bón cho cây trồng. Mô hình này được ngành nông nghiệp đánh giá là mô hình chăn nuôi nhất cử tam tiện và được giới thiệu nhân rộng tại nhiều địa phương. Tất cả các khâu này trong một cái chuỗi như luật thủy sản và luật chăn nuôi, và với một cái tinh thần mới, với một cái hệ thống kinh tế tuần hoàn mới, chúng ta tận thu một cách triệt để trong cả một cái chuỗi đấy, để cái giá trị nó nâng lên, sức cạnh tranh cao hơn và hiệu quả nó cao hơn. Số liệu ước tính của Cục Chăn nuôi, tổng số chất thải rắn từ đàn gia súc, gia cầm ở Việt Nam khoảng 73 đến 76 triệu tấn. Nhiều mô hình vẫn phát triển xung quanh khu dân cư là một trong những nguyên nhân góp phần gây ô nhiễm môi trường và là một trong những tác nhân làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, cũng là nguyên nhân gây nên bùng phát dịch bệnh trong thời gian gần đây. Vì thế, việc áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi được nhân rộng tại nhiều địa phương. Tại trang trại nuôi bò sữa của anh Nguyễn Quang Vinh ở Mộc Châu, Sơn La, bình quân một con bò thải ra khoảng 23 kg phân, tương đương với 37 tấn một ngày. Để xử lý được lượng phân này, theo cách thông thường, sẽ cần có diện tích hố ủ lớn, tiêu tốn lượng nước và nhân công rất lớn. Khi nuôi bò trên nền đệm lót sinh học sẽ giải quyết được vấn đề này. Toàn bộ cái nền chuồng này đã được sử dụng tất cả các tàn dư thực vật. Thì các cái chất thải trong nông nghiệp, ví dụ như vỏ trấu, mùn cưa hoặc là cỏ rác khô. Thì trên cơ sở đó thì ứng dụng cái công nghệ sinh học của Nhật vào thì chúng tôi tạo ra một cái nền gọi ở đây trong thuật ngữ gọi là đệm lót sinh học. Thì đây là một trong những trang trại tiên phong
sử dụng cái đệm lót sinh học cho chăn nuôi bò sữa. Còn tất nhiên là trong nền nông nghiệp chúng ta thì biết rất nhiều đệm lót sinh học cho bò, cho gà, cho lợn thì rất nhiều rồi. Nhưng mà bò sữa thì hầu như là cái sự ứng dụng nó hơi khó. Bởi lý do là chất thải của bò rất là nhiều. Chất thải trong chăn nuôi bò sữa lại càng nhiều hơn. Bởi vì con bò sữa một ngày nó có thể ăn bình quân tới 40kg cỏ và hơn 20kg thức ăn khác như là ngô, ủ ướp, thứ thì cái lượng chất thải nó rất lớn. Và nếu như chúng ta không xử lý, không có cái công nghệ xử lý tốt thì cái sự ô nhiễm là vô cùng lớn. Men vi sinh được phun đều đặn 1 tuần 1 lần lên đệm lót có tác dụng hút ẩm, làm khô, phân hủy nhanh chất thải của bò. Nhờ vậy, việc dọn vệ sinh chuồng nuôi cũng đơn giản hơn rất nhiều, không làm ô nhiễm môi trường và tránh được cả dịch bệnh cho đàn bò sữa. Cái môi trường đệm lót sinh học này thì đàn bò sống cực kỳ hạnh phúc và khỏe mạnh. Những cái trọng lượng như em nhìn thấy những con bò lên đến gần hàng tấn. Mà nếu mà chúng ta tưởng tượng, nếu mà cái bộ móng đấy mà phải đứng trên một cái nền cứng như bê tông thì cái bộ móng của nó sẽ bị chịu tải rất là lớn. Và cái hiện tượng những cái bệnh trong chăn nuôi bò sữa mà người ta thường gặp phải là bệnh lở mồm long móng đối với cái chăn nuôi công nghiệp thì thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên nếu trên cái mô hình điện lót này thì đàn bò hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc, không bao giờ có cái bệnh đó, không phải mắc lại. Đặc biệt là bệnh lở mồm long móng hoặc bệnh viêm vú là với đàn bò đây là không bao giờ bị mắc phải. Đệm lót sinh học trong chuồng bò sữa này chính là nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Sau 6 tháng sử dụng, đệm lót hoai mục và tạo nên phân hữu cơ cung cấp cho cây trồng. Cây trồng lại trở thành nguồn thức ăn của bò sữa. Anh Vinh cho biết đây chính là sự luân chuyển tuần hoàn theo một vòng tròn khép kín, đem đến nhiều lợi ích. Chúng tôi sử dụng hệ vi sinh đa chủng, trong đó có những loại để phân hủy, những loại để cố định đạm. Và rất nhiều cái vi sinh vật hữu ích nó nằm ở trong cái tập đoàn đó. Và mỗi một chủng vi sinh vật thì lại có một cái tính năng tác dụng và sống cộng sinh trong đó. Thì cái việc mà khi mà đưa cái vi sinh đấy vào trong ủ thức ăn thì nó tạo cho thức ăn lên men. Cái men đó nó cấy một cái hệ vi sinh vật rất là hữu ích cho cái hệ dạ cỏ của bò và giúp cho con bò tiêu hóa rất tốt hơn. Hầu như là tất cả cỏ cây hoa lá trong xung quanh trang trại này thì đều là nguồn thức ăn rất là yêu thích cho các bạn này. Và đấy là một điều mà tôi thấy rất là hạnh phúc khi mà muốn lan tỏa cái làm nông nghiệp tự nhiên cho tất cả những người dân địa phương nơi đây, là để họ hạn chế cái việc sử dụng thuốc diệt cỏ, mà một cái điều nó gây rất là ảnh hưởng đến môi trường. Và đây là một trong những cái minh chứng cho họ thấy rằng cỏ là một tài nguyên, nó không phải là rác thải. Và nếu chúng ta biết tận dụng thì nó sẽ đem lại lợi ích vô cùng to lớn, không những cho kinh tế của chúng ta mà còn cho cả môi trường. Hiện nay, hàng triệu hộ chăn nuôi gà trên cả nước cũng đang áp dụng phương thức chăn nuôi an toàn sinh học. Anh Ngô Văn Khánh ở Cẩm Khê, Phú Thọ, cùng với 15 hộ dân trong hợp tác xã chăn nuôi gà an toàn của mình, luôn bán được gà ổn định với giá cao nhờ chăn nuôi an toàn sinh học. Với việc áp dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa gà và mầm bệnh, đã giúp đàn gà được hoàn toàn khỏe mạnh và không bị dịch bệnh. Khi nuôi đến 2 tháng tuổi thì chúng tôi đã thả ra ngoài môi trường tự nhiên, ngoài vườn để cho nó thích ứng với cái môi trường ngoài, và nó đã được chạy nhảy ở cái môi trường rất là rộng. Thế nên là con gà, chất lượng của con gà rất là săn chắc và thơm ngon. Thức ăn thì chúng tôi thì đã cho ăn thức ăn công nghiệp, trong đến khoảng 3 tháng thì chúng tôi cũng giảm cái lượng thức ăn công nghiệp và chúng tôi sẽ bổ sung thêm cái lượng ngô nghiền. Và có những hộ gia đình thì cũng đã ủ được thêm một cái men vi sinh để cho gà ăn. Cùng với đó, để ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, những người nông dân đã chủ động các giải pháp như xây dựng chuồng trại kiên cố, chăn nuôi trong chuồng lạnh, sử dụng các biện pháp chống rét hay bảo vệ vật nuôi mùa nắng nóng. Bên cạnh biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, việc phát triển những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương để khai thác tốt nhất thế mạnh của vùng sẽ hạn chế khó khăn, nhất là khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã kéo theo những diễn biến phức tạp của hiện tượng xâm nhập mặn, hạn hán, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân của 13 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều giải pháp ứng biến với biến đổi khí hậu
đã được nhà nước đưa ra để đảm bảo đời sống kinh tế của người dân, trong đó có việc chăn nuôi gia cầm. Giống vịt biển đã ra đời và là giống vịt đầu tiên ở Việt Nam được nghiên cứu để thích ứng với vùng cửa sông, cửa biển, những nơi bị xâm nhập mặn tấn công. Chính vì vậy, chúng có thể sinh sống, phát triển tốt trong môi trường biển như uống được nước biển, tắm nước biển. Theo anh Đặng Văn Đậm ở Bạc Liêu, giống vịt này có khả năng tự kiếm mồi từ tự nhiên rất tốt. Với ưu điểm này, anh có thể tiết kiệm được lượng thức ăn, đồng thời chất lượng thịt, trứng lại thơm ngon hơn. Dùng nước mặn là các vịt khác là hợp phèn là nó sống eo ọt, mà con vịt này rất sống khỏe mạnh. Thấy cái vịt đàn này cũng thấy phấn khởi. Sau này cho mong thương hiệu là nâng rộng ra nhiều hơn và bà con ta được nuôi cải thiện đời sống và phát triển hơn. Giống vịt biển 15 có thể khai thác cả lấy thịt và lấy trứng. Với tốc độ sinh trưởng nhanh cao hơn từ 10 đến 15%, trọng lượng so với vịt địa phương thì chỉ sau 2 tháng nuôi, khối lượng của chúng có thể đạt 2,5 kg. Sau 3 tháng, trung bình mỗi con có khối lượng từ 3 đến 3,2 kg, trong khi tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng cũng chỉ từ 2,4 đến 2,6 kg, thấp hơn so với các giống vịt thương phẩm khác. Đơn vị thì có hệ thống chuồng cá thể để theo dõi đánh giá năng suất cá thể. Trên cơ sở đó thì chúng tôi áp dụng phương pháp chọn lọc tiên tiến, phương pháp chọn lọc BLAP, sử dụng các cái phần mềm tiên tiến để phân tích đánh giá cái khả năng di truyền của các tinh trạng và ước tính giá trị giống để phục vụ chọn lọc. Vịt biển là một cái giống vịt thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với vịt biển thì có khả năng nuôi được ở những cái vùng nước mặn, nước lợ, rồi chuyển giao ra các cái vùng ven biển hải đảo thì rất là tốt cho những bà con nơi mà đang chịu cái sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đối với giống vịt này thì chúng tôi cũng đã chuyển giao ra sản xuất thông qua các cái chương trình dự án cho các địa phương và người dân thì đánh giá rất là tốt, đem lại cái sinh kế cho người dân tại các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Là loại có sức sống dẻo dai, chống chịu bệnh tốt, sống được cả ở vùng nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Giống vịt này đã được nuôi thành công ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và được đưa ra các đảo để nuôi thử nghiệm. Đối với ngành chăn nuôi thì hiện nay chúng tôi chọn con vịt biển, tại vì ở đây nó có thể sống trên nước mặn. Và con vịt này thì chúng tôi cũng đã nuôi thử nghiệm ở các nơi trong tỉnh Sóc Trăng thì rất phù hợp. Và dự kiến sắp tới chúng tôi sẽ phát triển các cái vùng ven biển kết hợp với cái giao đất khoáng rừng để tạo cái sinh kế cho bà con ở ven biển, vừa bảo vệ rừng và vừa có những cái nguồn thu từ con vịt biển. Bên cạnh đó, những giống vịt đẻ hay vịt thương phẩm năng suất chất lượng cao phù hợp với vùng sông nước miền Tây cũng được các nhà khoa học nhân thuần chọn tạo để giúp người nông dân chăn nuôi thuận lợi hơn. Đây là trang trại vịt rộng 5 hectare của anh Út Mèo ở tỉnh Long An. Với 10.000 con vịt bố mẹ bao gồm vịt siêu nạc và siêu thịt trở thành trang trại cung cấp giống cho nông dân quanh vùng nhiều năm nay. Quan trọng con vịt hình đẹp, con vịt đó để cung cấp thị trường làm vịt quay mà quay ngoài chợ á. Vịt qua thì nuôi bình quân ở đây á, người ta nuôi là 60 ngày mà đổ không phải đổ thức ăn giặt ngang có ăn lúa rồi đó. 60 ngày phải từ quân 3,7 kg đến 3,8 kg. Nếu như Long An nổi tiếng là vùng đất cung cấp con giống cho khắp các tỉnh thành phía Nam, thì Tiền Giang lại là vùng đất ưa chuộng giống vịt siêu trứng. Vùng đất này có con sông Tiền chảy qua, được người dân tận dụng nguồn thức ăn từ thiên nhiên cũng như diện tích mặt nước, nhưng nay cũng đã hình thành những mô hình nuôi công nghiệp. Từ giống vịt trứng TC là giống gốc của quốc gia, các nhà khoa học đã lai tạo, nhân thuần, tạo ra những giống siêu trứng mới phù hợp với sự phát triển của vùng sông nước miền Tây. Thấy vịt siêu trứng này cái năng suất nó đẻ nó cao, nó đẻ được bền, đẻ tỷ lệ đẻ nó cao nên sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nó cao hơn những vịt địa phương như vịt cò. Về lâu dài thì có thể qua năm sẽ phát triển thêm, làm thêm dãy chuồng phát triển lên có thể 2.000 con. Để không phụ thuộc vào diện tích mặt nước hay nguồn nước nhiễm mặn, những giống vịt thương phẩm ngắn ngày chất lượng cao hoặc nuôi khô là rất phù hợp. Với thời gian nuôi rút ngắn dưới 50 ngày, khối lượng xuất chuồng trên 3 kg một con, tỷ lệ tiêu tốn thức ăn thấp, hiệu quả chăn nuôi cao.
Trong những năm gần đây thì chăn nuôi vịt áp dụng các cái phương thức nuôi nhốt trên cạn, chăn nuôi vịt theo quy mô công nghiệp với quy mô lớn đã giúp cho nhiều địa phương không có lợi thế chăn nuôi vịt trước kia, không có đồng bãi chăn thả thì có thể áp dụng chăn nuôi hiệu quả đối với các cái giống vịt cao sản. Hiện nay rất nhiều nông trại đã áp dụng công nghệ chuồng lạnh để chăn nuôi hiệu quả đối với các cái giống vịt cao sản. Có hộ thì chăn nuôi theo chuồng sàn lạnh, có hộ chăn nuôi chuồng sàn rồi nuôi nhốt trong vườn cây. Nhiều nông hộ thì đầu tư chuồng lạnh hiện đại để áp dụng chăn nuôi hiệu quả đối với các cái giống vịt cao sản hiện nay. Theo các nhà khoa học, cùng với chăn nuôi an toàn sinh học và lựa chọn con giống phù hợp để chủ động ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, người nông dân có thể phát triển chăn nuôi gắn với sản xuất trồng trọt để cung cấp thức ăn thô xanh, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, chế biến thức ăn tinh quy mô nông hộ và nhóm hộ để có thể tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, theo ngành nông nghiệp, để chủ động ứng phó với những thay đổi, người chăn nuôi cần phát triển chăn nuôi trang trại, quy mô lớn, tổ chức các hộ chăn nuôi theo hướng thành lập hợp tác xã, câu lạc bộ, liên kết với doanh nghiệp để tạo được vùng nguyên liệu, thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị, thương hiệu sản phẩm của vùng, của địa phương. Về kinh tế tuần hoàn không phải bây giờ mới có khái niệm. Trước đây chúng ta đã có một cái hệ sinh thái là vườn, ao chuồng, cũng là một cái dạng kinh tế tuần hoàn. Thế thì sắp tới đây và đến bây giờ đã rất nhiều vui rồi. Vấn đề bây giờ là triển khai nghiên cứu hoàn thiện những cái phần đấy để nó thành một cái mô hình hoàn chỉnh và tối ưu nhất, đồng thời là nhân rộng những cái mô hình ra ở tất cả các đối tượng, cả thủy sản, cả vật nuôi, là chúng ta sẽ có một cái sức lan tỏa mới. Và chúng ta biết rằng trong giai đoạn này, công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn là phải được áp dụng với quy mô và tỷ suất lớn hơn để cái sản phẩm nó có chất lượng hơn, có sức cạnh tranh hơn và đã an toàn thực phẩm hơn, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và vừa đáp ứng được xuất khẩu. Thích ứng tốt với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết để phát triển. Mỗi người chăn nuôi cần có những kế hoạch lâu dài về ứng phó với sự biến đổi của thời tiết. Đồng thời, chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất. Có như vậy mới đạt được các mục tiêu về nâng cao giá trị và phát triển bền vững.